Rồi. Bữa có mấy người hỏi em mê cần 26 nè anh chị. Tầm 260. Cần này để Magu, nhưng mà cái này là của cần này của Kawasaki anh chị, mấy cần Kawasaki đã lắm. Cái là bò nó mới tinh. Bao cần đẹp luôn, bao chuông luôn, mới tinh. Đây ăn cây, đây ăn cây. Một cây. Cây này có trắng cỏ nha, cây kia ai lấy trắng cỏ thì em cho theo nha, nhưng mà không có tay lái đâu nha anh chị. Quá đẹp luôn cần. Cần em bán là anh chị về, em bao đã, em bao xài là anh chị cứ yên tâm, thấy không? Chứ hôm qua anh kia mua cái em cần Magu á, mua về la cần bể cần xài không được. Tại vì anh chị mua anh chị phải hỏi người ta về nó có cần sửa gì không? Đó, à quên nó nè, ở đây còn mấy cái đầu nè, đây em báo giá đây luôn nè. Rồi. Cây này 400. Bán đại luôn anh chị ơi, 400 nha. Rồi, em tính cái đầu máy không á. Đó. Nè, dây giật nè. Đó. Đầu cục IC nhiêu để chế nhiêu tiền anh chị, cái bình xăng bể rồi nha. Rồi, con này TL231. À bên đây để 23 chứ chứ. Nè, bởi em nhớ nó 231 mà đâu phải 23 đâu. Cái này bữa em gỡ cái chụp giật em bán, em gỡ cái anh bán nè. Bỏ thiếu này chế ra ngang le đỏ tự động luôn. Rồi, cái này thiếu đầu bò ha, bán cái này 5 xị thôi nha anh chị. Em nhìn thấy giống thiếu cục IC quá ta. Lại bự thử hỏi bể hết. Còn xe không trời. Mắc IC luôn rồi. IC em có mà em là biến lục luôn chơi, thời gian. Rồi mắc IC anh chơi. Rồi mắc IC. 4 xị thôi. 4 xị luôn. Rồi, cái này. Cái này 20 nha, cái này đầy đủ đồ nè. Cái bình xăng nó gì chứ không có bể đâu nha anh chị. Nè, đầy đủ nè ha. Giật nè, chế zin nè. Bao hơi, bao lửa. Rồi, cái này 5 xị nha. Rồi, dưới cái cần, nãy em quay cần luôn phải không? Cần 5 xị, 2 cây thì em bán 9 xị. 2 cây này 9 xị, chuyển đủ em bao ship luôn cho. Chơi luôn. Nè, rồi em chỉ cho anh chị cần xấu nè. Đó, cần đẹp nha, rồi tới cần xấu nè. Cần xấu cho anh chị xem. Nè, cần này bán không được nè. Là nguyên. Mua bán luôn, nguyên. Cần này đẹp nha anh chị. Chuông đẹp ghê không? Nè, cần hư bật đạn là cái này nè. Sụp sập nè anh chị thấy không? Bởi mình bán mình phải nói rõ ràng. Một cặp này bán 8 xị thôi. Đó, thì về hai bạc đạn thôi. Cây này nữa, ba cây này bán 1 triệu nè. Thôi ba cây đi, bán 1 triệu. Có đầu bò luôn nha anh chị. Cái này, à, cái này nó hơi bạc đạn nè, thấy không? Đó, bán cái nào phải nói rõ ràng để anh chị về mất công sản được không? Có đầu bò đầy đủ nha. Ba cây 1 triệu. Chén thì để em kiếm chén bỏ vô cho anh chị ha. Rồi, ba cây 1 triệu, bán ba cây đó 1 triệu nha. Rồi, thôi. Chị tơ cần gì liên hệ em ha.